Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay gia đình mình sẽ ăn cơm trưa. Mẹ đang chuẩn bị hôm nay nấu hai món. Cá lóc nấu canh chua. Rồi cá rô kho tộ. Những cái thành phần mà mình nấu canh chua hôm nay thì mình có là bông súng với lại tai tượng hồi nãy Út Lưng với lại Như vừa hái. Rồi ngoài cái đó ra thì mình có đậu bắp, giá với lại cà chua với lại một trái thơm. Thì món này thì chắc có lẽ là mở Út nấu rồi. Còn món riêng cái món mà cá rô kho tộ này thì Huỳnh Như sẽ đảm nhiệm. Gán nấu cho ngon nha Như, không phải lưng anh chê ạ. Không dám chê rồi đó. Rồi vậy là hôm nay Nga khỏe rồi. Mở Út với cậu Út thì mới đi xịt thuốc về. Chắc cũng đang chuẩn bị xuống ạ. Có đường phèn không chị ba? Để em lên chở lấy đường phèn xuống. Mình phèn nấu anh em nó ngon. Dạ. Đi nào ướp ở đó đi. Cá này. Ngọt. Ăn đọt cái hết chứ. Ừ, gọt cái chân thiệt chứ. Mới đẻ ra nha, mới hái nữa. Tại mẹ con bả rửa, bả bóp lại cho nên là nhìn tưởng héo không. Dạ, Út là mới Út nãy, tưởng là đồ cũ. Mới hái tôi gói luôn mà giờ tôi dậy đó. Ai? Chị biết sao mà rửa nước không nào không? Chị nhổ sao lên vậy ha, là chị tước, chị rửa ngay cái vòi nước nó tuốt xuống luôn là nó sạch, là nước nó không có nông vô. Có vòi nước ở này, rửa ở đây mà. Là nước không có nông vô. Con súng này như vậy nè, lưng nhỏ, lưng đừng có ấy, nhổ rước lên thẳng vậy, nước không có vô ngược cho vô, nó không bị đen ấy, cái này nó bị đen đầu, sình nó vô nè. Như nào đen, bỏ cái này sình nó lên nè. Bây giờ bữa con lên cái có ý cái kêu quay lên chạy liền. Có ý dữ lắm. Ăn cho đi mà nhậm nhậm biết. Ủa nó đi học gì rồi đó hả? Không, bữa nay không có học. Xài luôn, chắc luôn xài hết đi. Trái đúng không? Cắt để hết đi. Mình có mấy con cá rô với lại mấy con cá lưỡi trâu sẽ kho chung luôn. Cái nồi hơi nhỏ ha Như. Cái gỗ này có cá không vậy Lưng? Có mà. Tôi để cái gì? Tính rửa lại ba đó. Rửa ba đó nữa. Rau hả? Cà chua nữa, rửa chưa? Chưa, chưa, đừng rửa chưa. Để chút nó rửa, Phượng ơi. Nó rửa không kỹ đó, chứ đừng sợ, rửa hả? Một ít nước mắm. Chua. Ngọt lúc nào. Ngọt quá. Bắt cầu. Đường nha. Giờ mình sẽ ướp cá cho thấm chừng tầm 15 phút là mình kho được rồi. Vậy gì Út bỏ cá vô là nóng rồi. Dạ. Giờ mà Út sẽ đẩy một ít muối, một ít đường, một ít bột ngọt vô. Thơm rồi ha. Thơm rồi. Đó để cái kho cá đi. Nó nằm ở dưới nóng rồi cái nó quéo lại
Mình sẽ để một ít nước lạnh vô. Coi vậy mà cũng nhiều quá ha nha. Còn bông súng nữa, đầy rấu cho. Giờ Nguyên sẽ để một ít tóp mỡ vô cho thấm. Dạ. Rồi, nó xúc cái hàm ạ. Chín rồi, chín hết rồi. Xúc cái hàm ạ. Giờ mà Úc sẽ để bông súng vô. Hết rồi. Giờ để hết luôn đi mọi. Nhiều rau ăn cho ngon. Còn cái giá với lại tay tượng thì mình để sau ha. Thường cái này thì mình để đường phèn sẽ ngon ha mọi. Chị bà với mấy đứa cháu với bà xã xúm lại làm bữa cơm trưa để ăn. Hôm nay có cơm chua cá lóc rồi, bữa nay mời cả nhà cùng dùng nha.
Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Đúng hệ của vậy, canh chua là đúng hệ của vậy. Hệ luôn. Hai ốp lưng đẩy cái khứa cá ra cho dễ. Ý chấm chắc là chấm bên kia nha. Để ớt không à? Cay nó ăn được hết trơn à. Được luôn hả? Được. Ăn cay rồi, vô được lắm. Chén này để xương. Nó tăng canh con ha. Người ta dễ vào cái này. Dễ cho cái cá đi. Nhà, cho cái nhà dễ bên kia nhà cho nó đi. Sái ăn cái này. Được không đi. Hôm nay có ăn miếng nè. Sáng cậu Út mở đi sớm lắm, ông đi chạy tranh thủ cho giết gì à? Cái bình chụp chặt cái ông thôi. Giờ chiều nay có xịt nữa không? Có. Để xịt bằng cái bình xăng á hả? Ừ. Bình xăng có nặng hơn không Út? Cái bình nó có nặng hơn không? Nặng. Hồi đó Út ơi, chế bình thuốc vô Út lội ruộng hay lắm á. Lội ruộng xình tới ông quyển mà lội xịt thuốc được mà. Vậy bây giờ có ngồi nổi không cậu? Bây giờ chắc không ngồi quá. Đấy ngần ăn hết cái chén đó mình cho đi học nè. Còn không là ở nhà luôn. Ở nhà luôn cầm khoái. Không khoái không? Canh chua ngon quá nãy giờ chưa ai thử món cá kho. Chua thôi. Chua ngon lắm. À cái ruột chắc có lẽ cổ Út đó. Ba ly nha cổ. Út phải chiều không làm là Út bậy vài ly à. Ha. Chiều còn đi làm nữa. Canh chua ngon quá mà. Nhậu dắt chiều cái nghỉ ngơi luôn. Còn dắt trưa nhậu hơi dắt sáng nhậu cái bỏ công việc. Dạ. Ăn cái vô nhi. Dạ. Bữa nay ăn cá là phải từ từ đó. Như với nhà thấy cái vị mà Út nêm canh chua ở đây giống như trên ở quê mình không? Trên em nấu canh chua là để me hay là chanh? Dạ, khi nấu me, khi nấu chanh. Ở đây là mở thường là nấu chanh nhiều tại vì có trồng chanh, còn nấu chanh không à, chứ không có nấu me. Ăn chanh biết quen, ăn me không ngon. Bữa nay canh chua cũng hơi lạ nữa nha. Thường con súng ba cái đồ đồng á là không có nấu chung với giá với cà chua. Yeah. Mà bữa nay có giá với cà chua. Thường con súng thì con súng với tay tượng đồ. Yeah. Cái này là theo ý của Út Lưng đó, nó đòi ăn giá đòi ăn cà chua. Giá cà chua bạc hà là đó là tôi canh chua ở chợ. Còn đúng ở vườn á là chỉ có con súng với tay tượng. Hoặc rau muống. Rau muống. Này vừa đồng vừa chợ mà. Kết hợp luôn. Ta kết hợp đó mà. Cho con xin chén. Nhá cá này ăn đi. À, có ba con cá lưỡi trâu á. Ăn rất là béo á. Cá lưỡi trâu đặc dến. Thôi thì ăn cá gô đi. Cá gô béo dữ lắm. Đúng rồi, gô đồng đó. Mày ăn cá gô phải không? Dạ. Tao ăn cá lưỡi trâu, tao đọc câu thơ, tao ăn cá lưỡi trâu hết luôn mày coi nha. Wow. Đâu rồi, cá lưỡi trâu đưa lên coi. Đây phải không? Dạ. Đó. Ba con đó. Ba con gì vậy? Giết con. Tài sản có ba con đó. Cũng lâu ăn cá lưỡi trâu nha. Cái gì? Gấp hết nguyên con luôn cổ. Thôi, cái gì? Câu dí người ta nói gì? Cá lưỡi trâu sầu ai méo miệng, cá chèn bầu nhiều chuyện sức môi. Đóng câu vậy là làm nửa con ha. Ừ. Vừa ăn luôn cô. Gái ăn cá lưỡi trâu không? Lâu ăn cá lưỡi trâu. Vậy ăn cái gì ăn cá lắm hả?
cái lươn châu này chắc đặt cơm mục quá. Dạ. Đó ngon cái chỗ đó xương không á, được. Ừ. Đây con miếng nè. Mở cái lươn châu đi mà. Ngồi con quốc luôn rồi con này. Đợt trước ăn cơm dạy như gì gấp cái mày cái ông cà mén đó, cái bà cà mén đó gặp bà già chồng bà khó đuôi bếp lên đầu luôn. Gặp bà già chồng khó đuôi bếp lên đầu. Đặt câu thơ tại trả lời Trung Hiếu đầu giò cá thì thành thâu câu gan mè gấp cái mè với cái gan á, gặp bà già chồng khó bắt khó đuôi bếp lên đầu. Dạy gì kỹ vậy. Cá đó trâu béo quá cậu. Béo. Này muốn thêm này không? Múc rau. Múc rau này, múc rau này. Ăn rau mạnh mạnh vô mấy thứ này nè. Còn rau nhiều, cá cũng nhiều. Dạ cái ấy cho con hàng còn ấy. Cái nào? Cái ớt chứ hả? Ừ. Ớt hồng. Múa cái giá lên cái nước luôn. À, bây giờ con gấp cho cậu Út cái này. Cái này phải là 5-6 ly rượu mới được ạ. Gặp buổi chiều cái bao tử cá lóc ạ. À. Bao tử cá lóc hả? Gặp buổi chiều là giả mấy ly rồi đó. Đúng rồi. Còn cá lóc châu này mốt. Nè. Nghe không? Nghe. Cá lóc châu này bự nữa nè chị. Hôm nay chắc Út đừng hết nồi cơm nữa rồi. Bữa nay gia đình đông quá, phải hết luôn. Này không cho nồi cơm cùng nha. Ăn cái đầu ra. Con không ăn thêm chén nữa mấy người. Con no chưa? No rồi ha. Ăn thêm chén nữa. No vô. Cái này ăn cá, mỡ không ăn. Ăn chén bớt rồi. Chén bớt. Dạ hả? Ngon. Trời thần trà cúng trúng chén là ngon lắm á. Cay không hỏi ngon không? Uống tí nước đi. Hớp miếng canh đi. Hớp miếng canh chua đi. Canh vô con, canh đây không cay nữa. Cái ớt xanh nó đi cuốn. Nốt cho con chung. Bạn đã thấy cũ bằng cái rô. Nãy tôi đổ ăn cái lưỡi trâu với này. Cũ ăn cái gì là cái đó ngon đó. Cơm đâu, nó ngon nha. Ăn cơm nè. Ăn đi như hai đứa. Dạ. Khổ ghê, toàn xương không à. Bành kia cũng xương xương. Bữa nào cũng vô nó không chưa vậy đi. Bữa nào cũng vô hai đứa, hai bữa nào cũng vô vậy. Dạ. Thưởng thức hoài luôn á. Bữa nay món này may món kia hay cổ. Ừ. Mà canh chua đưa cơm của Út không? Chanh lấy chén lên nhiều. Cơm cháy đi, có cơm cháy không? Cháy. Cho anh Lưng ăn cá kho cho hết luôn. Cơm cháy á, cơm cháy thôi. Ừ, cháy bên cạnh đó đó. Ừ, cái để ngay giữa nó đi. Tại ngày không ăn cá. Ăn cá ngon. Thịt ngán chết à. Giờ tại thịt heo mắc quá trên miếng ngán. Dạ mày. Miếng mồi ngán. Ngán gì ngán tiền. Chứ không phải ngán thịt. Cái cốt này cho chặt hết luôn á. Hên là không ngon á nha. Con vợ là thấy rồi đó. Như con cháy hồn quá. Lưng ăn gần hết. Ngồi luôn. Ớt anh. Cốt này không cay. Không sợ. Con cá này bỏ anh ghẻ luôn. Anh bớt thêm không? Không. Không bớt thêm cho cô. Còn cơm à? Ừ. Ba chén. Ba chén. Ba này ba chén đầy có canh nữa.